Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tỷ lệ lao động phi chính thức hiện nay được ghi nhận là cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, cho thấy dịch COVID-19 đã đẩy hơn 1,4 triệu người rơi vào trạng thái dễ bị tổn thương do không có việc làm chính thức. Từ tháng 7, sự gia tăng dịch COVID-19 đã khiến những lao động thuộc nhóm đối tượng yếu thế gặp nhiều khó khăn hơn khi không thể làm việc hoặc phải tìm việc khác do bị tạm dừng các hoạt động bán buôn, bán lẻ. Theo đó, số lao động phi chính thức bị mất việc làm, phải tạm ngừng việc làm dẫn đến thu nhập giảm chiếm tỷ lệ lớn. Khởi điểm của dự án DigiConnect là mong muốn nâng cao kỹ năng tin học ứng dụng để giúp các đối tượng yếu thế nâng cao cơ hội tìm kiếm việc làm trong ngành BPO. Và đó cũng chính là tiêu điểm của buổi giao lưu mang tên Hành trình DigiConnect ngày hôm nay, giúp mọi người hiểu hơn về dự án DigiConnect. Được thành lập từ năm 2003, Digitex hiện là nhà cung cấp dịch vụ BPO hay còn gọi là gia công quy trình kinh doanh và giải pháp số toàn cầu với 100% vốn đầu tư từ Đức. Trụ sở chính của Digitex tọa lạc tại tòa nhà Anna, công viên phần mềm Quang Trung, thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó còn có hai chi nhánh khác ở Việt Nam tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ, một phân phòng đại diện tại Fukuoka, Nhật Bản. Hiện tại, chúng tôi có hơn 1.000 nhân viên có chuyên môn cao trong lĩnh vực số hóa tài liệu, xử lý hình ảnh, dịch vụ chú thích và dịch vụ hỗ trợ, kinh doanh với hơn 30 ngôn ngữ và vận hành 24/7. Những dịch vụ của công ty Digitex có thể đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của rất nhiều ngành khác nhau. Ví dụ như lưu trữ lịch sử, ngân hàng, bảo hiểm hay còn có cả giáo dục nữa. Bằng cách phát triển và ứng dụng công nghệ AI, Deep Learning, Big Data Analytics cùng với đội ngũ nhân viên chất lượng cao ở Việt Nam, công ty Digitex có thể tạo ra những giải pháp tối ưu nhất cả về thời gian, chất lượng và dịch vụ, tạo nên lợi thế cạnh tranh cho những khách hàng của mình ở khắp nơi trên thế giới. Ví dụ như châu Âu, châu Mỹ, Nhật Bản, Việt Nam. Và tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay có bạn Bích, xin mời quý vị cùng theo tôi. Xin chào Bích, chị tên là Lan. Lần đầu tiên rất cảm ơn Bích đã dành chút thời gian quý báu để tham dự chương trình Điểm Hẹn DigiConnect ngày hôm nay. Trước khi chúng ta bắt đầu thì không biết Bích có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Dạ, em tên là Bích, em sinh năm 2000 thì em đang là một học viên trong dự án DigiConnect. Em đang học trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành quản trị kinh doanh ạ. Dạ, em tên là Mai Đỗ Quốc Sơn ạ. Hiện tại em đang là nhân viên xử lý dữ liệu của dự án DigiConnect ạ. Mình tên là Trúc Phương, trước đây mình là nhân viên nghiệp vụ của một công ty xuất khẩu lao động. Thì hiện tại do ngành xuất khẩu lao động vì dịch Covid cho nên là hầu như đã sụp đổ, cho nên là mình bị thất nghiệp. Vô tình thì mình đã thấy được về thông tin của công ty Digitex này, cho nên là mình đã apply cho công việc hiện tại. Nếu vậy thì không biết Phương có thể chia sẻ thêm cho mình là qua phương tiện nào hay là bằng cách nào mà Phương biết đến dự án DigiConnect của công ty? Thì vô tình mình lướt Facebook thì mình đã thấy nhân sự của công ty Digitex đã đăng tuyển về cái công việc part time của công ty Digitex, cho nên là mình đã apply công việc hiện tại. Chị cũng được biết là Bích cũng thuộc bên tổ chức Dario, thì đây cũng là một trong ba nhóm đối tượng được ưu tiên đặc biệt của dự án. Chị rất tò mò không biết là bằng cách nào hay là qua phương tiện nào mà Bích biết đến dự án DigiConnect này. Ở trong mùa dịch thì em đang tìm kiếm một công việc nhập liệu tại nhà về xử lý dữ liệu, thì em đã lên Facebook và tìm kiếm thấy một chị Diệu đi đăng tuyển về cái dự án này, thì em đã đăng ký tham gia. Dạ, sau khi tìm được công việc ở trên mạng thì đó, em cảm thấy là công việc rất là phù hợp với khả năng của em, vì vậy em đã nộp đơn vào công ty mình. Cảm ơn Sơn. Sơn ơi, nếu vậy thì cho mình hỏi, sau khi Sơn biết đến dự án này, là dự án này không chỉ mang đến công việc cho mình mà thậm chí là còn có thể làm việc từ xa nữa, thì không biết là Sơn có những cái nghi ngờ hay là những câu hỏi gì không? Và nếu có thì Sơn thì không trả lời bằng cách này. Dạ, sau khi mà em biết về công việc này thì em có tìm trên mạng và tìm về hàng của công ty, thì em biết được là công ty là công ty lớn và đáng tin cậy. Thì em cũng có một số nghi ngờ về bản thân mình là mình cảm thấy là sợ rằng là mình không phù hợp với lại công việc. Nhưng sau đó thì em cảm thấy là công việc rất phù hợp với em, và em cũng rất phù hợp với công việc luôn ạ. Vâng, nếu vậy thì một chút là kiểu mình cứ làm đi, mình cứ thử đi, đừng có sợ gì hết. Đúng rồi, nắm lấy cơ hội. Thì thật ra lúc mà em đăng ký tham gia dự án này á, thì em cũng có nghi ngờ không biết dự án này nó có thật không. Dạ. Thì sợ bị lừa á chị. Dạ, thì em cũng có tham gia vào một cái group của chị leader, thì chị rất là hỗ trợ nhiệt tình cho em. Rồi em thấy có nhiều anh chị đã làm
lâu năm rồi nhà. Thì em cũng thấy an toàn, với lại em cũng có lên Google và Facebook em tìm kiếm về công ty, thì em thấy công ty là một công ty uy tín nè, lớn nè, thì em yên tâm tham gia và tự tin để làm việc công ty này. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Thì thực ra lúc mà mình có lướt Facebook ấy, thì mình đã liên hệ trực tiếp với lại nhân sự của Digitech để mà hỏi về thông tin của dự án. Thì mình có hỏi trực tiếp nhân sự rằng là công việc này có thu phí giới thiệu hay không. Tuy nhiên là nhân sự bảo rằng hoàn toàn không có thu bất kỳ một cái phí nào khác. Đó, thì thường là những cái công việc mà lừa đảo, mà tính chất lừa đảo, thì họ sẽ phải một thu một khoản phí giới thiệu. Theo như mình biết là sau khi Sơn đã xác nhận hết những thông tin về dự án rồi, thì mình có thể đăng ký tham dự dự án qua cái trang web của dự án, đúng không ạ? Nếu vậy thì sau khi Sơn đã hoàn thành tất cả những cái khóa tự học rồi và bắt đầu công việc hiện tại, thì Sơn có gặp những cái khó khăn về công việc hay là thao tác gì không ạ? Và nếu có thì Sơn vượt qua bằng cách nào? Dạ vâng ạ. Thì bắt đầu vào công việc, thì sau khi hoàn thành khóa tự học thì công việc đối với em là khó khăn về mặt là không thể nhớ được mặt chữ, cũng như là không thể nhớ được về cái phần phím ạ. Vấn đề thì sau một thời gian thì được các cấp trên và những anh chị có kinh nghiệm giúp đỡ, thì sau đó thì không còn bị sai như ngày trước nữa. Hiện tại là đáp ứng được cái công việc cần phải hoàn thành được, rất là đáng mừng. Thì sau khi tham gia cái khóa tự học rồi thì em thấy các khóa này cũng đơn giản, nhưng mà hiếm, cũng khoảng 2-3 ngày quen em mới tham gia hết khóa học này. Rồi em, nhưng mà có nhiều thắc mắc thì em sẽ có hỏi các leader này, rồi các anh chị làm lâu năm ở đó. Dạ, thì các anh chị rất là nhiệt tình giải đáp cho em. Giống như là không phải là đồng nghiệp, nhưng mà kiểu giống như một đại gia đình, cùng một đội ngũ, cùng nhau giúp đỡ nhau giải đáp thắc mắc và cùng nhau làm việc tốt hơn. Rất là tuyệt vời quá. Thì đầu tiên khi mà mình bước vào công ty, cái điều mà khó khăn mình gặp phải đó là hệ thống bảo mật thông tin khách hàng rất là nghiêm ngặt. Từ cái bước đầu tiên đó là việc chấm công thì đều hoàn toàn bằng những cái thao tác ở trên máy tính, đến những cái giao diện làm việc hoàn toàn khác với những cái công ty bình thường, cho nên là mình cứ phải thao tác nhiều lần mình mới có thể là nhớ được. Chắc Phương kiểu đây cũng là cái lần đầu tiên mà mình gặp những cái công ty mà có những cái thao tác nó khác biệt như vậy, không ạ? Chắc mình cũng cần một thời gian để mình có thể làm quen được, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ, và ngoài ra thì không biết là Phương còn gặp cái khó khăn nào nữa không ạ? Ngoài ra thì do tính bảo mật thông tin của khách hàng rất là nghiêm ngặt như vậy á, cho nên là mình hoàn toàn không có được mang điện thoại vào nơi làm việc. Bản thân mình cũng đã từng làm qua những cái bài kiểm tra đó rồi. Không biết là Phương có thể chia sẻ các bí quyết hoặc là những cái chiêu thức của mình làm thế nào để nhận ra những cái câu hay là chữ khó như vậy được không ạ? Thực ra mình cũng chẳng có bí quyết gì cả. Thì khi mà gặp những cái chữ khó như vậy thì mình sẽ hỏi những anh chị quản lý, những người đã có kinh nghiệm đi trước. Đồng thời khi mà anh chị quản lý đó bận rộn hay gì đó thì mình có thể chủ động lên Google Dịch để mà mình vẽ những cái chữ đó và mình copy nó để mà hoàn thành công việc của mình. Thì đầu tiên là em vẫn phải tự tìm tòi, là tự học những cái mặt chữ khó, và sau đó là nhớ những mặt chữ nào mà quá khó thì em nhờ cấp trên và những anh chị có kinh nghiệm hỗ trợ em, và các anh chị cũng rất là nhiệt tình. Thì thực ra em về những cái mặt chữ mà về liên quan đến địa điểm á chị, thì em có lên Google em sợ, thì em coi thử nó có phải là địa điểm đúng hay không. Dạ rồi em trên cái phần mềm dự án thì nó có phần lớp cấp, thì cái đó gọi là bộ gợi ý lớp cấp cho mình có thể tham khảo hết từ ở trên đó. Cái phần mềm mà nó sẽ gợi ý cho những cái từ mình có khả năng sẽ dùng đến. Đúng rồi. Và ngoài ra thì có phần VivoChat. VivoChat tức là cái mình có thể chat trực tiếp ở trên đó với mấy anh chị thích cờ hoặc là mấy anh chị làm lâu năm ít. Dạ, mấy anh chị đó là nhiệt tình hỗ trợ cho em, giải đáp cho em thắc mắc đó. Nếu vậy, có vẻ như Vích rất là lành nghề rồi ha. Nếu vậy thì em có lời khuyên nào cho những bạn non trẻ hơn em không? Khi gặp mà từng độ khó khăn đó thì mình đừng có ngại hết, mình cứ hỏi trực tiếp mấy anh chị mà về làm lâu năm rồi, mấy anh chị biết đồ, hoặc là mình có thể vô trong những cái file của từng dự án, mình vô đó mình có thể học và trong đó rất là
hướng dẫn rất là chi tiết tỉ mỉ cho mình. Như vậy là điểm mấu chốt là phải không ngại khó, không sợ rốt và phải mạnh dạn tìm hiểu, chăm chỉ tìm hiểu. Cảm ơn em. Thì em chỉ có một lời khuyên nhỏ là tự nắm lấy cơ hội thôi và tự cho bản thân mình cơ hội để mình tự khai phá bản thân mình hơn thôi, chứ không cần chỉ nhiều hơn. Thì đầu tiên lời khuyên của mình cho các bạn đi sau là mình hãy chủ động trong công việc. Ngoài cái việc mà hỏi các anh chị quản lý, mình có thể chủ động mà lên tìm trên Google dịch và mình tạo thành một cái list chữ khó, thì khi mà mình gặp lại thì mình có thể cấp bách ngay lập tức để mà đỡ mất thời gian trong công việc của mình. Nếu như có một điều gì đấy mà Sơn có thể thay đổi hay điều chỉnh về dự án này thì mình sẽ chọn điều đó là gì ạ? Dạ, hiện tại thì em cảm thấy là công việc của em quá tuyệt vời, em không cảm thấy là không cần phải thay đổi gì nữa. Thì thật ra cái dự án này thì em, đối với em thì nó quá chỉnh chu rồi ạ. Dạ, với đó nó cũng không quá khó nên em thấy không cần thay đổi, nhưng mà em chúc dự án này là luôn phát triển và kiểu sẽ biết cho mọi người biết đến nhiều hơn. Câu trả lời của em là một nguồn động viên rất lớn cho team DigiConnect cũng giống như là công ty DigiTech. Rất là cảm ơn em. Dạ vâng, sau khi mình đã làm việc ở đây từ 1 đến 2 tháng rồi thì điều gì khiến Phương thích nhất ở công việc này ạ? Cái điều mà mình thích nhất ở cái công việc này đó là môi trường làm việc. Mình rất là thích cái môi trường làm việc ở đây. Các anh chị quản lý rất là vui vẻ khi mà mình làm việc. Trong quá trình mình làm việc mình luôn tập trung vào màn hình máy tính, cho nên là đôi khi mình sẽ bị cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng mà các anh chị quản lý đã luôn rảo cố để mà có thể thăm hỏi mà hỗ trợ hết sức mình cho mọi người. Đồng thời anh chị cũng luôn trò chuyện vui vẻ, khiến cho cái môi trường của mình giảm bớt cái căng thẳng đi, cho nên là đó là điều rất là thích. Em yêu thích nhất tại công việc này là về việc nào có thể làm online tại nhà và không bị gò bó thời gian, có thể chủ động thời gian trong công việc của mình. Thời gian nào rảnh thì mình có thể làm được. Em có thể làm nhiều việc cùng một lúc được không em? Chị nhớ là hồi nãy em có chia sẻ em cũng đang là một học sinh, còn tức là em có thể vừa làm và cũng vừa học đúng không? Rồi. Dạ, thì em đang là một sinh viên thì ban ngày em có thể đi học, còn buổi tối thì em có thể làm cái dự án này và nó không có chiếm rất nhiều thời gian của em. Dạ, rất thoải mái trong việc thời gian biểu của em luôn. Tức là vừa có thể thêm thu nhập cho cuộc sống của mình mà thời gian nó cũng không bị quá tải, cũng không bị quá gò bó đúng không em? Ok, rất chị. Thì cảm thấy thích nhất ở công việc này đó là những kỹ năng mà em đã có cần phải hoàn thiện, và cũng như là những điều em chưa biết thì bắt đầu là em được học những cái mới. Rất là bổ ích. Nếu vậy thì Phương sẽ giới thiệu dự án DigiConnect đến với người thân và bạn bè của mình chứ ạ? Tất nhiên là có rồi. Thì mình đã giới thiệu cái dự án của DigiTech cho em trai của mình. Thì em trai của mình cũng mới vừa ra trường thôi. Thì hiện tại do cái dịch Covid này em trai mình cũng thất nghiệp, cho nên là mình đã giới thiệu vào dự án của DigiTech để làm. Vâng, tuyệt vời quá. Cảm ơn Phương rất nhiều. Dạ chắc chắn rồi, tại vì em rất yêu thích công việc này luôn ạ. Và cái công việc này cũng có thể dành cho các bạn sinh viên này. Ban ngày làm, buổi tối làm giống em á. Mấy anh chị đang đi làm full time thì buổi tối có thể làm thêm cái này. Ngoài ra các bạn đang ở vùng dịch đó, hoặc là mấy bạn vùng sâu vùng xa cũng có thể làm cái dự án này online tại nhà. Đây giống như một cơ hội cho kể cả những người không phải ở thành phố mà thậm chí là ở những cái vùng sâu, vùng xa hay là vùng đang có dịch bệnh cũng có cơ hội để kiếm thu nhập trong cái thời điểm khó khăn đúng không? Đúng rồi. Chị cảm ơn rất nhiều. Dạ, nếu vậy thì bạn sẽ giới thiệu dự án DigiConnect này với người thân và bạn bè của mình chứ ạ? Dạ, thật là. Dạ, và khi mà giới thiệu thì không biết là bạn sẽ nói điều gì ạ? Dạ, khi giới thiệu thì em sẽ nói là công ty rất là ổn. Thì nếu như mà có đầy đủ kỹ năng thì nên vào công ty mình làm để tự phát triển bản thân mình thôi. Và mình cũng muốn bổ sung thêm dựa trên những gì mà Sơn đã chia sẻ lúc trước với mình ấy, là ngoài ra cần phải có một cái sự quyết đoán, một cái sự tự tin là cứ thử trước đi rồi thành công ắt sẽ đến đúng không ạ? Dạ vâng, rất là cảm ơn đã chia sẻ vô cùng chân tình của Sơn ạ. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham dự buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Đây sẽ là những kinh nghiệm, những bài học quý giá cho những bạn khác để có được một khởi đầu mới tốt hơn, thịnh vượng hơn. Team dự án xin kính chúc cho dự án sẽ ngày càng thành công hơn
và xin chúc cho các bạn sẽ có được một cuộc sống ngày càng thịnh vượng hơn. Xin chân thành cảm ơn. Video này là những chia sẻ của các bạn ứng viên đã tham gia dự án DigiConnect. Để biết thêm thông tin về dự án, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng những cách sau.